Tà Chú Cấm là một bộ phim kinh dị khá hay, nhưng không dành cho những ai thích kinh dị mạnh. Nói một cách dễ hiểu hơn thì phim sẽ rất khó coi với những ai thích những màn hù dọa cực mạnh, những gương mặt máu me rùng rợn. Đó là thứ mà bộ phim này không có. Phim sẽ chú trọng vào câu chuyện và xây dựng nhân vật nhiều hơn. Nó sẽ cực kỳ hay cho những ai thích một bộ phim có tình tiết câu chuyện mang hơi hướng trinh thám. Vậy nó hay ở chỗ nào và nó không hay ở chỗ nào? Trong video review này, tôi sẽ nói cho các bạn biết để từ đó các bạn sẽ quyết định là có nên bỏ tiền ra rạp để xem bộ phim này không nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào review chính nào. Cảnh đầu tiên là một người phụ nữ bước vào căn phòng mà cô cho khách thuê ở. Họ dọn đi và trả phòng lại. Thứ đập vào mắt cô khi bước vào căn phòng là một mớ hỗn độn. Nó giống một bãi rác hơn là một căn hộ cho thuê. Và cô không hiểu tại sao khách của mình lại làm như vậy. Cô có một gia đình nhỏ, một người chồng và một đứa con gái. Họ đang gặp khó khăn về tài chính. Họ sống trong một căn nhà lớn và căn hộ này họ vay tiền ngân hàng mua lại để cho thuê. Vì khó khăn nên họ quyết định dọn ra khỏi căn nhà lớn và cho thuê nó. Chính hành động này là tiền đề cho các sự kiện bí ẩn sau này xuất hiện. Những bí ẩn đó là gì và có cách nào để phá giải nó hay không? Các bạn hãy ra rạp và thưởng thức bộ phim nhé. Tôi chỉ kể tới đây dựa theo trailer của phim thôi. Phim này được quảng cáo rầm rộ là dựa trên những câu chuyện có thật ở Thái Lan. Nhưng lúc mới vào phim thì đập vào mặt tôi là cái dòng chữ câu chuyện và nhân vật trong phim chỉ là hư cấu, nên tôi có phần hơi hụt hẫng. Đa số những bộ phim kinh dị gần đây mà tôi đi coi toàn là jump scare, hù dọa người xem là chủ yếu. Nên khi phim này chiếu ở ngoài rạp thì tôi cũng không quá kỳ vọng vào phim. Và thật sự là phần đầu của phim giống như những gì mà tôi nghĩ. Phần hù dọa có phần còn dở hơn mấy phim trước đó tôi chê nữa. Cách kể chuyện thì hơi chậm, làm cho bản thân tôi cảm thấy rất là chán. Gặp thêm cái anh nam chính có gương mặt như là đứa đám, rồi những tình tiết kỳ lạ không một lời giải. Tính là về chơi phim rồi, nhưng khi tới giữa phim thì chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao mà anh nam chính lúc nào mặt ảnh cũng buồn, vì sao có những chi tiết kỳ lạ này, và có giải thích luôn cả những cảnh jump scare ở đầu phim. Lần đầu tiên mà tôi thấy một bộ phim kinh dị kể chi tiết tới như vậy, và những chi tiết đều hợp lý và logic, không có phi lý như là phim kinh dị Việt Nam. Chi tiết này bổ trợ cho chi tiết được bổ trợ kia lại giải thích cho một chi tiết khác thông qua các đoạn flashback trở về quá khứ của các nhân vật để hiểu động cơ của họ là gì. Nói chung phim kể rất chi tiết, rất kỹ về nhân vật để người xem có thể hiểu rõ nhân vật mà mình đang theo dõi. Về phần diễn xuất thì tôi đánh giá cao nhất diễn xuất của cái cô ở trong vai giáo chủ. Cơ bản thì mặt của cô này khi mà nhìn lần đầu tiên là tôi đã thấy ác ác rồi. Cộng thêm diễn xuất cũng như là thần thái của cổ làm cho tôi có cảm giác cô này vừa ngầu mà vừa bí ẩn, rất giống với tính cách của một giáo chủ bang phái tà đạo nào đó. Cô nữ chính trong phim thì rất xinh đẹp, diễn xuất của cổ thì cũng ok, không có bị đơ. Phim này bớt sợ hơn một phần là do cô này cô đẹp quá. Coi phim mà tới cảnh của cổ thì nỗi sợ dường như tan biến luôn á. Còn anh nam chính thì từ đầu tôi đã nói rồi, ảnh cứ buồn buồn sao sao á, mà ảnh không tâm sự với ai nên cũng không biết lý do vì sao mà ảnh buồn. Một lát sau chúng ta sẽ biết lý do, và cũng chính lý do này đã đẩy cả gia đình của ảnh vào những bi kịch sau đó. Cái lý do đó là gì thì các bạn ra rạp coi phim nha. Nếu tôi kể trong đây thì thành ra là tiết lộ nội dung của phim rồi. Giải thích một chút xíu tại sao lại là 4 giờ mà không phải là 2 giờ, 3 giờ. Thì theo tôi được biết, theo truyền thống của người Trung Quốc á, thì số 4 là một số mang lại điềm xui. Vì số 4 đọc ra là tứ, mà tứ thì đọc rất giống với chữ tử, nên con số này được coi là một con số xui xẻo. Không riêng gì ở Trung Quốc mà còn là ở các quốc gia khác ở châu Á. Đó chính là lý do vì sao con số 4 được đem vào bộ phim. Nếu ai có lời giải thích khác thì hãy comment ở phía dưới cho tôi cũng như là các bạn khác biết nha. Ở phần cuối phim thì hơi tiếc một xíu là phim làm khá nhanh khúc giải quyết vấn đề. Có lẽ vì dành quá nhiều thời gian để xây dựng câu chuyện của các nhân vật trong phim nên phần giải quyết vấn đề ở kết phim nó khá nhanh để người xem có thể nắm bắt kịp. Dù kết nhanh như vậy nhưng cũng không phải là làm hư bộ phim. Nếu có thể, đạo diễn nên giải quyết vấn đề phim có chiều sâu hơn một chút xíu thì khán giả sẽ cảm nhận nỗi đau của các nhân vật được rõ nét hơn. Cảm động ở kết phim là có, nhưng chưa đủ với bản thân tôi. Và nó có thể làm tốt ở phần này hơn bằng cách mà tôi đã gợi ý ở trước đó. Tóm lại thì bộ phim này sẽ rất phù hợp với những bạn nào thích thể loại trinh thám pha một chút kinh dị. Còn ai thích một bộ phim máu me nhiều, hù dọa từ đầu phim tới cuối phim thì bộ phim này không dành cho bạn. Mặc dù trong phim có rất nhiều máu, không biết là máu hay là sơn, nhưng chủ yếu cũng để chét lên tường, chét lên niệm thôi, không có gì ghê hết. Phim sẽ khá khó coi ở giai đoạn đầu khi mọi thứ có phần chậm chạp và không khí u ám, nhưng kể từ nửa phim trở về sau sẽ khiến cho người xem không thể rời mắt bởi cách kể chuyện rất cuốn của đạo diễn. Cá nhân tôi thì tôi cho bộ phim này 7 điểm vì thú thật với các bạn là tôi sợ ma, tôi không thích phim nào hù nhiều, với lại tôi cũng mê trinh thám nữa nên phim này phù hợp với khẩu vị của tôi. Tôi có lên Momo có đánh giá của mấy bạn xem phim thì thấy điểm trung bình nó có 5 điểm à. Khi mà kéo xuống dưới phần bình luận á thì thấy đánh giá 1 sao vì lúc công chiếu phim có mời cậu be mở be, các bạn đó chửi phim là truyền thông bẩn. Cái này tôi cũng không biết các bạn nghĩ sao, các bạn có thể để lại comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh của tôi để khi nào kênh có video mới thì YouTube sẽ thông báo đến cho các bạn. Các bạn nhớ like nếu thấy video
video này giúp bạn biết là có nên đi ra rạp xem phim này hay không, hoặc nhấn like vì đơn giản là nó hữu ích. Nếu các bạn muốn ủng hộ tôi bằng cách thiết thực nhất hay muốn yêu cầu tôi review phim nào thì có thể donate cho tôi dựa qua các phương thức thanh toán mà tôi có để ở phía dưới phần mô tả. Clip review tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác của tôi nhé. Bye bye.